Hello and what's good? Chào mừng các bạn đến với channel của Jockey Nguyễn. Thì thực ra các bạn cũng có thể gọi mình là Nhân cũng được. Thì dành cho những ai chưa biết thì channel của mình thì mình sẽ làm về những cái reaction cho những bài nhạc mới và những clip viral trên mạng. Thì trở lại với series reaction cho những bài hát trên rap Việt một của mỗi tuần. Thì ok, không có thời gian nữa, tới phần intro thôi nào. Let's go. Ok, thì trở lại với series reaction cho rap Việt. Thì đối với kết quả của vòng đấu của tuần này thì mình đã xem rồi. Thực ra thì mình đã thấy ở trên Facebook của những cái page họ đã share. Thì kết quả thì mình đã biết rồi. Còn về phần trình diễn thì mình chưa có xem qua. Tại vì mình muốn là sẽ có một cái reaction nó chân thực nhất khi mà có cái lần đầu khi mà xem những cái phần trình diễn này. Thì khá là bất ngờ khi mà cái bảng đấu gồm có Pretty Six, Sidey, Free và Kelly. Thì thí sinh trẻ tuổi theo mình nhớ như là một trong những người trẻ tuổi nhất trong mùa này là đã được vào vòng trong. Wow, thật sự là rất là respect cho cái phần này. Thì team Manbin thì chắc bây giờ chắc có mình Kelly là được vào thôi đúng không? Son 7 bị loại, Obito bị loại. Nếu mà đối với người nào đó mà xem rap Việt ở khoảng thời gian ban đầu thì chắc là cũng không có nghĩ là hai người kia bị loại mà Kelly là được vào. Sự hai người kia bị loại thì khá là tiếc. Ok, thì không có thời gian nữa, chắc là bắt đầu với phần thi của Pretty Six luôn. Ok, let's go. Mà mình cũng muốn nói là cái phần reaction của mình sẽ là phần reaction cho cái phần live stage, là trình diễn trên sân khấu luôn, chứ không phải là cái lyric video. Nên là cái phần video nhỏ nhỏ phía bên này thì mình sẽ che lại vì lý do bản quyền. Thì mong các bạn thông cảm. Thì mình sẽ có để cái phần link ở dưới phần mô tả. Nếu các bạn muốn xem qua cái phần full phần trình diễn hoặc là muốn xem lại cái phần trình diễn thì các bạn có thể click vào phần ở bên dưới. Tại vì do lý do bản quyền nên mình sẽ không có show ra cái clip ở đây được, mình phải che mờ. Ok, tại vì hình như là sau một khoảng thời gian thì mình mới được show ra được, nên là mình muốn đăng tải liền nên là mình phải che đi. Ok, còn các bạn thông cảm với mình. Ok, bắt đầu thôi nào. Ok, let's go. Samsung Galaxy Z Flip 3 5G. Nguyên team vào hết à? Two Bill hả? Bảy phố của Two Bill, wow. Thật sự là mình khá thích Two Bill. Mình biết Two Bill khá là lâu rồi. Nhạc của Two Bill mình nghe rất là lâu rồi. Thì năm ngoái thì có chị Suboy thì sử dụng những cái bài nhạc cũng như là những cái bản phối của Two Bill. Thì năm nay thì Two Bill lại xuất hiện. Wow. Những cái người ở dưới underground đã được ra kiểu mainstream rồi. Rất là cảm thấy rất là mừng cho họ luôn á. CEO. Ok, pretty, tao viết bức thư này mong con đọc được. Con biết bố mẹ chỉ muốn con đi làm nhạc sĩ hay là học dược. Nghĩ kỹ thì nghiệp ca sĩ này chẳng khác gì nằm trên mặt cược. Và tiền vào ví con sẽ vô ký trước khi ván bài bị lật ngược. Con đã trưởng thành rất nhiều, đôi là một tầng nhau. Trên người đầy những vết xước, như một mộng mà khinh sao. Thì tưởng thật cuộc sống mai sau sao hoa, không mệt công bốc. Nhưng chỉ những lời nói dốc sẽ làm con sốc vào mỗi lần tụt dốc. 3 tháng con dậy, 7 tháng con xa, lúc con có coi như đây là nhà. Từ lâu mẹ đã mong tiếng guitar, dây đàn đã lên nhưng con lại vẫn là ta. The house not a home, dù là nhà phi hay villa. Ngoài đồ chụp phê cắp cho phone, giờ lại một đêm con đi xa. Chỉ về vào lúc trời sáng và luôn nói con cần tập luyện. Ngoài kia môn hình bắt chặn nhưng con nói muốn làm trạng nguyện. Don't say sorry, I need no apology. Don't say sorry, bao hy sinh ta đã cho đi. Con ơi về thật mau, thôi không tin vòng sau. Gia đình ta cần nhau, con mẹ giờ đây từ chiều. Có những khó khăn chúng ta phải vượt qua rồi, chúng ta mới biết được mình là ai. Con muốn dặn tặng lời hát này cho tất cả những người luôn hỏi con đã làm gì
trong thời gian vừa qua. Let's go. This one for you. Hey, hey, hey. Taking night fly to the sky. Chỉ vượt qua cơn đau mày làm con hài. Muốn cân nhẹ thời gian ở trên đôi vai. Nguyên tinh chung kết season 2. Đêm nay mọi người chắc còn đang xem. Leo lên top and that's the God plan. Đi casting với bao người vót xem. Chỉ đi lên TV, YouTube đã sửa phong comment. Từ đây họ biết đến 3D, melody làm bao người xin bê. Cần thêm một chữ dù ghi tên, qua cuộc tình này như si ghê. Đặt thiên dùng vô cùng si chết, lại tu đã chê lô lưu vê. Sợ đã chữ lý đủ vi, cả tia đô round đang đi lên. Mình thấy cách ly sao thật lâu, nắng ở trong người overdose. Làm lên sự thật hư cấu, một sự thật to như đèn bầu. Nguyên, nhưng không thể nào ngủ yên. Vì hàng đêm là con chuyên, làm nhạc cùng với hai viên. Phụ tự tiên bên đêm Long Xuyên. Để sáng đèn sân khấu, để con bước đi trong màn đêm. Ngoài kia bao lời hư cấu, có ai thật sự đang kể bên. I just wanna say that family will change. And that's why, I don't wanna make my mama cry. Chỉ vượt qua cơn đau mới làm con hài. Một cơn nghe thế gian lên trên đôi vai. I don't wanna make my mama cry. Vượt qua cơn đau mới làm con hài. Muốn gần hết thế gian ở trên đôi vai. I just want to share some more. Và con đâu muốn làm ai phải lo. Nghe xong bài này thì mình rất là muốn xem coi là cái phần trình diễn của Kelly như thế nào luôn á. Cái nhất thì về outfit đâu ha, thì các bạn cũng thấy rồi, kiểu tóc đồ nhìn rất là kiểu rockstar luôn. Theo mình thì đối với mình thì cái phần trình diễn này cũng khá là ổn, và nó mang một màu sắc của Pretty Six, đúng rồi, nó mang một cái màu sắc của Pretty Six. Thì xem xong cái phần trình diễn này thì thật sự là mình rất là muốn xem coi là cái phần trình diễn của Kelly như thế nào mà có thể gọi là vượt qua cái phần trình diễn này. Và đến thời điểm hiện tại thì cái team của Aromastic là đã vào được BY nè, vào được Viso nè, còn ai nữa không nhờ, hai người đó. Là tính ra là cũng khá là nhiều rồi đó. Tại vì tính ra thì so ra thì chỉ có anh Beans là vào được tuần này là vào được Kelly thôi, còn bên Wowie là vào được Black Ga, còn Carrick thì hình như chưa, đúng không? Mình nhớ không nhớ rõ ha. Mình chỉ nhớ mang máng là như vậy thôi. Wow, ý là phần diễn diễn này, cái nhất thì mình rất là thích Tubil. Ngay đầu video mình cũng đã có nói rồi, mình rất là thích nhạc của Tubil làm ra, và thật sự là rất là vui khi mà Tubil lại xuất hiện trên Rap Việt. Và cái phần trình diễn này cũng vậy. Cái khúc mà cái dụng cụ đó gọi là gì nha, mình không có rành cái dụng cụ đó gọi là cái gì nha, nhưng mà cái khúc đó mình thấy là trên sân khấu rất là hay. Và nó về con beat nữa, thì beat của Tubil thì mình chưa, xưa giờ thì mình chưa thấy beat của Tubil, bài nào mà do Tubil làm mà mình kiểu cảm thấy thất vọng hết. Nên là ok, thì chắc là sẽ chuyển qua cái video tiếp theo thôi, tại vì mình rất là mong chờ coi là những phần trình diễn sau nó sẽ như thế nào rồi. Ok, thì nếu các bạn muốn xem full cái phần trình diễn này các bạn đã xem rồi và muốn xem lại cái phần trình diễn này, thì mình có để cái link ở dưới cái phần mô tả, thì các bạn có thể click vào, tại vì nó nằm trên channel của VA Channel. Và mình mong các bạn có được một ngày thật là vui vẻ và vui tươi bên gia đình hoặc là người thân. Ok, thì mình có để link Facebook, Instagram và TikTok nữa, mà TikTok mình mới tạo thôi. Thì nếu mà các bạn có thương mình thì các bạn cho mình xin một follow. Ok, thì cảm ơn các bạn. Nhớ like cái video này nhé. Ok, như mọi khi, peace and I'm out.